yêu Suka, còn Suka yêu Deki, nhưng Deki nó lại bị bê đê. Ha, ok mà hai, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với cái gì ta? Với trường học mà quay. Thì anh em có nhớ không, trong tập trước á, mình đã biến thành một nhân vật mà rất là nhiều bạn ưa thích và comment cho mình bảo là trời ơi em thích cái nhân vật lắm anh ơi. Các bạn nhìn skin của mình là các bạn cũng đã biết là mình đã biến thành nhân vật nào đúng không? Đó, đó chính là Doraemon. Thì có nhiều bạn bảo mình là trời anh ơi, Doraemon em nhớ là nó lùn với lại nó mập lắm mà sao Doraemon trong Mirror World nhìn nó giống y bị suy dinh dưỡng vậy. Cái đúng không hả, nhìn là bị suy dinh dưỡng, anh em ốm nhôm nhất à. Nhưng mà không sao cả, miễn là mình biết hành Doraemon thì mình vẫn có bộ bói xài như bình thường. Đây mình sẽ xin giới thiệu với anh em, đó chính là dòng xuyên thấu. Bây giờ mình sẽ thử sử dụng cái dòng cho anh em xem nha. Đặt cái dòng vào nè, đó giờ mình sẽ đi xuyên thấu nè. Đó, ghê không, ghê không? Đó, mình đã đi xuyên tường nè nha, lại cho anh em xem nha. Ui, xuyên tường nè, ui, đó, ghê không đó. Vậy là mình đã xuyên tường rồi anh em đó. Thì bây giờ mình nghĩ là mình sẽ đi về nhà và mình ngủ một giấc cái đã. Bởi vì là mỗi lần mà mình ngủ dậy á, thì mình sẽ biến thành một nhân vật khác. Thì mấy ngày thì cả ngày nay mình đã biến thành Doraemon thì mình cảm thấy hơi chán chán à. Mình muốn thử cái mình biến thành nhân vật khác, coi không biết lần này mình sẽ biến thành nhân vật nào hả. Thì giờ mình sẽ về nhà để mình đi ngủ nha anh em, đi xuyên tường nè. Ok rồi, mình về nhà để mình ngủ đây. Và anh em cũng đừng quên là like video để ủng hộ cho mình nha. Nếu như mà anh em like càng nhiều thì mình sẽ càng sớm ra cái video tiếp theo cho anh em xem nha. Ok rồi, đi ngủ. À trời ơi, buồn ngủ quá. Đóng cửa lại nè, rồi đi ngủ thôi. Hy vọng là lần tiếp theo mình sẽ biến thành một nhân vật đó thật là đẹp trai. Hơi ngủ ơi. Trời ơi, mình trời ơi sạch rồi, trời ơi làm miếng coca rồi, trời ơi sạch rồi. Tự nhiên không ngủ mà ngáy quá cho nên bị sạch luôn. Ok, hơi đúng rồi anh em ơi, để xem coi lần này mình sẽ biến thành nhân vật nào nha. Đúng rồi mình mới ngủ dậy, để xem coi. Ta-da! Ủa cái nhân vật này nhìn bình thường quá vậy. Ủa trong Mini World, cái này cái bộ skin trong Mini World mà sao nhìn nó bình thường quá vậy. Đây là nhân vật nào vậy ta? À mình nhớ rồi anh em ơi, đây chính là Robin Hood. Đúng rồi, trời ơi, đây chính là Robin Hood. Đúng rồi. Đó. Trời ơi, trời. Trời ơi, nhìn nè. Ồ, đúng rồi, Robin Hood là phải có vũ khí đúng không anh em? Để mình coi mình có vũ khí không nha. Rồi để mình xem. Ui, cung Robin nè, với lại đây nè, kiếm nè, đoạn kiếm. Wow. Ui, đúng rồi, Robin Hood thường thường người ta xài cung anh em ơi. Đó, cầm cái cung trên tay là ngầu không? À, mình thử nha. Ui. Wow. Ui, bắn nhanh vậy. Ui. Trời ơi, hình như là mình xài cái này là không bao giờ hết mũi tên luôn anh em ơi. Rồi đúng rồi, Robin Hood ghê nha. Bắn lại coi. Ồ, đó. Ui, tính ra mình có thể bắn tùm lum tên ở trong cái phòng này luôn rồi. Đó, ghê. Ok. Còn cái này là kiếm hả? Kiếm mình chắc là để chém để đánh rồi. Trời ơi, mà vậy là mình đã biến thành Robin Hood rồi anh em ơi. Trời ơi, một nhân vật phiêu lưu cực kỳ được yêu thích luôn đó. Thôi mình đi ra ngoài mình kiếm anh vịt mình khoe mới được. Vịt ơi. Vịt ơi vịt, anh đâu rồi vịt ơi? Cái gì? Ủa vậy là cái gì vậy? Ừ, thôi, tao là chúa dạ. Tao đừng thăng. Tao đến đây tao trừ gian diệt bảo. À thôi. Dịch ơi, anh bị gì vậy Dịch? Ôi, thành công nè. Ôi, dạ. Ủa, cái gì vậy? Sao vậy? Hôm nay anh mặc bộ đồ gì nhìn kỳ cục vậy Dịch? Trời ơi, trời. Ta thiên tử giới thiệu. Ta là Robin Dịch. Ừ, cái gì? Không? Robin Dịch. Robin Dịch. Đúng rồi, ta đến từ... Ủa, mà đây thằng nào? Trời cái gì idol vậy đây? Em anh, là Phong Cận anh nè. Anh chính là Robin Hood nè. Anh nhìn lên đi, anh chính là Robin Hood. Hôm qua vừa coi tivi xong y hệt luôn. À trời, không phải đâu anh Dịch ơi. Em chính là thằng Phong Cận nè. Tại vì tối hôm qua em ngủ cái em biến thành Robin Hood đó, chứ không phải là em là Robin Hood đâu. Em chỉ là bị biến thành thôi. Ủa thì tức là anh không phải Robin Hood thiệt à? Đúng rồi. Anh là Phong Cận cosplay Robin Hood hả? Đúng rồi, em là Phong Cận nè. Nhưng mà em là Phong Cận thì kêu em bằng anh là sao? Anh nhớ là cái thuốc mà đột biến gen để trước em uống của anh, nó sẽ chỉ biến em thành những siêu anh hùng trong Marvel hay là mấy cái gì đó ghê mà bây giờ sao biến. Em không biết nữa, chắc là do cái thuốc đó nó bị loạn á cho nên nó bị vậy á. Ủa mà sao anh nhoi vậy, anh đứng im chỗ được không? Có khi nào mà hôm nào mà thuốc này của anh nó lại biến em được thành những cái người khác mà không phải siêu anh hùng nha. Có khi nào mà hôm nào em biến thành Linda không ta? Mấy bạn đặt tên cho em là Phong Linda. Ủa mà hôm nay anh làm gì anh mặc đồ nhìn kỳ cục vậy? Thì hôm qua vừa mới coi phim Robin Hood này, ông cầm cái cung nhá, sao ông rút ba cái mũi tên ông bắn pạp biết hay không? Đó đúng rồi, chúng ba con trim.
Đó. Thôi, trăng trúng dịch nè. Thôi đừng bắn bắn một lần chúng bao tim anh qua anh xem anh mê quá trời đất luôn, thế là anh kiếm bộ anh đặt hàng cho trên Shopee cái là anh mặc nguyên set đồ giống Robin Hood luôn. Cái gì đâu trời, Robin Hood người ta là màu nâu với là màu xanh lá cây nè, giống bộ đồ em đang mặc nè. Còn anh nhìn anh y như là một cái quả chuối di động vậy đó. Nhìn vàng trời ơi, trong hết đồ mình mặc đồ giống là được rồi thôi, nhưng mà nói chung là hai em mình giống Robin Hood nè, mà em kêu là em là Robin Hood đúng không? Đúng bây giờ em thử ra ngoài là em thử bắn mũi tên chúng tay khới anh coi. Trời ơi, bình thường đâu, anh chọn ngay chắc khế nào. Đây chắc cái này đi. Đó. Ok, đứng xa bắn luôn nè, coi nè. Bắn đi, bắn. Nè, bắn nè. Bắn. Búp. Ôi ghê, rụng khế luôn thấy không nè, rụng khế luôn nè thấy không? Đó, ghê. Ôi, bắn rụng khế luôn ghê à. Chứng tỏ là em cũng có khả năng đặc biệt của Robin Hood đúng không? Thôi, nhìn nè, giờ không bắn được. Thôi. Thôi nè, giờ em không bắn rụng mà em bắn dính luôn nè. Búp. Nè, giờ coi. Nè, thấy không nè, xin trái khế luôn. Xin trái khế luôn nè. Ủa gì đây? Nè, anh nói nghe nè. Gì? Đó. Hôm qua tìm thấy không? Anh có cái này trên tay này thấy không? Đây là một cái hộp. Cái hộp này là cái hộp chứa một cái bản đồ kho báu cực kỳ ghê gớm luôn, mà hôm qua anh vừa mới lúc được ở bên tay trai về. Gì lụm gì bản đồ kho báu mà lụm ở trong tiệm ve chai tao là bà ve chai bà kêu là đây là bản đồ kho báu đó, cách đây 1000 năm nhưng bà bán cho anh bởi vì không ai tìm thấy hết, thế là anh mua có 10.000 à, giờ anh mà tìm thấy anh tìm được gọi là 10 triệu đô la. Ôi ghê vậy. Mười triệu đô la luôn. Em hơi mắc cười là tự nhiên cái không bản đồ kho báu bà ve chai bà lụm được thì bà kêu là đi. Cái bản đồ này là kho báu quý lắm nhưng mà không ai tìm được thì bà bán lại cho anh giá 10.000 chứ bà giữ mảnh giấy em chi, bán mảnh giấy lãi 10.000 được rồi. Thôi bây giờ còn nói chung là có đi tìm không nè. Cái gì đi tìm kho báu hả? Mà chắc đúng rồi, cái kho báu này nó có thiệt không vậy? Không biết được nhưng mà cứ thử tìm nè, đang làm mất 10.000 rồi. Trời, leo từ nãy giờ. Trời ơi, anh em nhìn kìa, mình không thấy được mặt đất luôn anh em ơi. Trời ơi, cái bộ cao nha. Trời ơi, leo mệt quá. Thằng nào xây được cái núi mà không xây cái thang máy vậy là mệt quá. Trời, đi lấy kho báu mà anh đòi xây thang máy. Xây thang máy, người nào cũng lấy được rồi. Còn kho báu, mình phải đi lấy kho báu, Đúng rồi. Ui, gì cái gì. Anh không Trời, cái gì vậy? Sao mà quái vật nhiều vậy trời? Ui, vịt. Giờ vô bắt đầu mình sao? Anh nhìn kìa, anh có thấy cái cột màu xanh xanh bên kia không? Cái cột màu xanh xanh à, thấy. Kìa, lấp lánh luôn kìa, hình như chính nó là kho báu anh ơi. Ôi, đã biết được rồi, đi từ đây qua đấy rồi liệu có sống được không, nhìn mấy thằng kia nó cầm kìa. Bây giờ đóng kho báu, cái đóng kho báu anh nhìn kìa thấy không kìa, nó sáng lấp lánh như bầu trời luôn kìa. Không, gì anh Robin Hood rồi, em có một thỉnh cầu anh Robin Hood nữa. Cái gì anh, cái gì? Em mệt quá rồi, em không còn đủ sức để mà lên tiếp để đánh nhau với mấy con nữa đâu. Anh Robin Hood giờ anh cầm kiếm nè, em đưa anh kiếm cung là anh cầm lên anh đánh thôi, em chỉ lấy 20% kho báu thôi được không? Trời ơi trời, ủa kỳ vậy, anh đáng lẽ là anh phải đi đánh cùng em chứ, đông quá giật vậy mình em sẽ đánh nổi. Giờ bắt tôi đi thêm nữa tôi mệt chết rồi, quái vật tôi chỉ cần nhìn tôi cái đó hi chào cậu ơi tôi chết rồi, không phải đánh tôi đâu. Thôi cũng được, nếu mà anh leo núi anh mệt quá thì anh cứ nằm đi. Ok thôi anh em, mình chắc là mình nghĩ là mình phải đi thôi, mình là Robin Hood mà, có kho báu mình không thể nào mà mình không lấy đúng không nào? Đúng rồi, Robin Hood là một trăm 100 luôn á, ghê không? Ghê không? Trời là trời, anh nằm đó anh nói hoài trời ơi. Mà nhìn ở đây em đồ vui nha, nhớ chia 20% nghe. Rồi biết rồi, trời ơi không chịu đi lấy mà cứ đòi chia hoài. Ủa anh em nhìn kìa, nó thấy không, cái cục màu xà, gì sáng sáng trên nó kìa, đó chính là kho báu anh em. Bây giờ mình sẽ đi lấy nó, ok, đi thôi nào. Ok, bây giờ mình phải thật là chậm tiến lại gần bọn quái vật này, sau đó là tiêu diệt bọn chúng để có thể lấy được kho báu ở phía trên kia. Ok, bắt đầu thôi, mình sẽ lấy cái cung là bắt đầu ngắm tên này trước. Chết nè, một tên, ok, rồi còn tên phía trên kia. Chậm thôi. Ok. Hai tên, ok, rồi tên lượt tên vào đây. Ba tên, ok, trời ơi, coi bộ là mấy tên này nó không thấy mình mọi người ơi. Hay là nó không thấy mình thiệt ta đâu, mình lại gần coi. Nó thấy mình như vậy. Hello. Ủa sao hình như nó không thấy mình em ơi, không thấy mình. Trời ơi, nó bắn mình. Ôi, vậy là nó thấy mình anh em ơi, không được rồi. Mình phải tấn công nó trước cái đã. Chết nè, một thằng nữa nè. Thằng bên kia luôn nè, chết luôn. Ok rồi, lên thôi. Hey, Robin Hood nha. Thằng còn thằng bắn cung trên kia, cắt trên cây, bắn chết luôn nè. Đó, nè. Trời ơi, sao mà quái vật đá đông quá vậy? Trời là trời, chết tôi rồi. Mấy quái vật nó bự ghê luôn á. Nhưng mà giờ muốn lấy kho báu phải cố thôi, giờ biết sao. Tấn công, tiến lên. Chết. Đánh tao hả? Đánh lại mày nè, đánh đi. Ok rồi, chết rồi. Trời. Ôi. Bây giờ mình nghĩ là mình phải giết mấy thằng bắn cung trước. Mày giết mấy thằng bắn cung trước cái đã. Mày lại gần đây. Lấy cung bắn nè. Ôi trời. Bắn cung nè. Bên kia, trên kia một thằng nè. Chết đi. Lấy bắn cung.
bắn cung nè, chết đi. Ok, ui cái thằng bắn cung, bắn cung chết nè. Ôi trời, mình đi dầm, đi dầm, đi dầm. Ok, bây giờ mình sẽ giết thêm mấy thằng bắn cung trên này nữa. Bắn đi, bắn đi, trời bắn được tao chắc. Bắn nè, ở đây. Ui ui ui, bắn hả, bắn hả, bắn hả, bắn hả, bắn nè. Ui trời, tránh ra, tránh ra, tránh ra, tránh ra, không được lại gần ta, không được lại gần ta. Chết, 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 chết. Ok, ok, ôi trời, trời, trời. Ôi ôi, còn thằng bắn cung, thằng bắn cung. Bắn cung hả, ôi trời, trời, trời. Lại đây, 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 lại đây. Chết luôn, chết luôn. Ok, trời ơi, mấy thằng nhãi nhép này. Hãy xem đây. Chết nè. Ok, nhào vô đây, nhào vô đây, nhào vô đây. Robin Hood mà sợ ai. Nhào vô đây, nhào vô đây, nhào vô đây. Rơi xuống núi đi con, rơi xuống núi, rơi xuống núi, rơi xuống núi đi. Ui, con hàng bắn cung, con hàng bắn cung, bắn cung hả, bắn cung. Ê, bắn cung hả, nè, chết nè. Ờ, ok, à, trời ơi, coi bộ là hơi bị đông nha. Ui, kho báu kìa anh em ơi, kho báu kìa. Ôi, à, kỳ này kho báu sẽ là của ta. Chết nè. Ui, con hàng bắn cung, nó núp trong bụi, nó núp trong bụi. Núp nè, ôi trời, bắn không chút, trời. Núp nè, ôi trời, trời. Tránh ra, tránh ra. Ok, ok, rồi, còn bên đây. Chết nè. À, đứng trên cây hả, đứng trên cây. Đứng, đứng trên cây nè. Ok, đứng lại. Tránh ra, tránh ra, tránh ra. Ok rồi, chết rồi, chết rồi. Ui, còn vậy, còn vậy. À, trời ơi, mệt quá. Thôi, nó mệt gì đâu trời. Ủa, còn đứa nào không ta. Hình như là hết anh em ơi. Ui, kho báu kìa anh em ơi, sáng lấp lánh luôn. Ui, đã. Ok, bây giờ mình sẽ lên mình lấy kho báu nha. Ôi, mệt quá. Thôi, đánh có mấy con quái vật mà mệt chết luôn. Ok, bay lên nè. Phải bám thật là kỹ anh em ơi, không thôi là mình té chết luôn á. Hey! Đây chính là kho báu sao? Wow, một ngôi sao thật là đẹp anh em ơi. Wow, lần đầu tiên mình thấy được ngôi sao đẹp đến như vậy luôn á. Còn xung quanh của nó tỏa ra ánh hào quang nữa nè. Trời ơi, đẹp nha, đẹp nha. Ok, bây giờ mình sẽ lấy ngôi sao này. Ok, và coi như là mình đã kiếm được kho báu rồi anh em ơi. Ok, và cảm ơn anh em đã xem video này. Nếu như mà anh em thấy thích video này thì đừng quên like, share và subscribe ủng hộ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên qua kênh YouTube của các thành viên trong team Hero, chính là anh Mr. Vịt, Timmy TV và Camo TV, để subscribe ủng hộ cho các thành viên trong team Hero nha. Và cũng đừng quên qua kênh YouTube của Mèo Simmy và Kaidon TV, Sammy Đào, để subscribe ủng hộ cho các người bạn của mình nha. Bye bye, yêu anh em phải nói tạm biệt. Bye bye.